quý anh chị trường kỹ thuật Đà Nẵng và quý thân hữu có mặt ngày hôm nay. Thì trước tiên là chúng tôi, vợ chồng chúng tôi hết sức trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý thầy cô và quý anh chị đã đến chung vui trong cái mai ngày gọi tạm gọi là họp mặt tân niên 2024. Thì chúng tôi đến đây về ở đã vừa được một tháng, giống như cái duyên thôi, cái duyên mà cùng giờ nhóm kỳ thuật Đà Nẵng đồng viên tôi về ở đây để gặp rất nhiều các nhóm vui là chính, đồng viên tôi về ở đây để tạo cho tôi cái duyên lành mà về ở đây thì tôi rất là vui, gần các anh chị, gần các thầy cô, luôn luôn có sự họp mặt và thăm hỏi để chúng tôi rất là vui mừng. Và ở đây là cái lời nói thân thân thiết của chúng tôi, nếu quý thầy cô và quý anh chị mà không chê cái chỗ này nhỏ nhói á, thì là từ đây mà quý anh chị muốn tổ chức sinh nhật thì gọi điện thoại tôi, cái tôi sẽ ở bên cạnh. Và quý vị và quý anh chị là cứ xem cái căn nhà này, nhìn cái căn nhà của quý anh chị vậy. Tôi trân trọng xin cảm ơn tất cả quý thầy cô và quý anh chị đã đến có mặt ngày hôm nay. Thay mặt cho quý thầy ở đây, cảm ơn thầy Thạc, cô Thạc đã tổ chức buổi họp mặt tân niên hôm nay tại nhà thầy Thạc rất là ấm cúng và vui vẻ. Thì truyền thống của kỹ thuật Đà Nẵng năm nay là năm chúng ta có buổi họp mặt tân niên. Năm nay bất ngờ thì buổi tân niên lại được tổ chức ở nhà mới của thầy cô Thạc. Trong rất nhiều năm trước thì ở nhà này và cũng hôm nay tôi được xem lại cái nhà mới của thầy cô Thạc, tôi thấy rất là đẹp và rất là tiện nghi. Tôi phải nói với thầy Thạc đấy là kinh nghiệm của thầy Thạc từ ngày nào đến giờ, từ xây dựng nhà ở dưới Hoa Thon tôi đến lên thế này, thì những cái gì mà thuận tiện nhất, tốt đẹp nhất thì thầy Thạc là gom vào trong cái nhà này. Ngoài ra ở đây còn có hai phòng để cho những thân hữu kỹ thuật xa gần đến ở lại. Cứ vừa hỏi chọn người quân Thảo đã đăng ký phòng nào chứ. Thôi, mình vẫn chắc bảo lời và đưa thầy cô Thảo. Và nhân đầu năm, kính chúc quý thầy, các anh chị, kỹ thuật Đà Nẵng và các thân hữu một năm mới giáp thìn tươi vui. Một năm mới ăn khai mạnh mẽ. Cách đây một năm em đã được anh chị ở đây, sau khi anh Tô Tiến không làm chủ tịch nữa thì mới đưa qua em, thì em nhận và em cũng cái thầm cầu nguyện hoài làm sao mà có một cái chỗ mà để cho chúng ta giống như cái văn phòng thường trực của nhà cao mai nó đưa tới là về đây. Tôi mừng quá, tôi có thể phải về đây đúng không, thì tao cùng các em trong lâu lâu cái mình ra tiệm cà phê thì nó lệch lạc quá đúng không, mà nó tốn nhiều tiền. Cái này buổi sáng mày hãy biết là hôm nay tất cả các người bạn của em biết mặt từ lâu rồi, thành ra em cứ nói với thầy mà không biết địa chỉ, em biết cái nhà thầy rồi, thầy chào em đấy. Không ngờ rồi đấy. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là cảm ơn anh chị, các bạn bè, các tất cả những mọi người đã biết nhớ đến Trinh hết, thì xin cảm ơn và chúc mọi người đều bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Bây giờ tuổi này thì chỉ cần nhất là mạnh khỏe. Xong rồi. Dạ, cảm ơn. Vỗ tay. Năm mới chúc mau thầy cô, thầy đang chị được mạnh khỏe. Để cái đấy nó ra thả. Hoa đến vui trong mình mình muôn loài chim hát vang ngoài nơi. Ngày thăm tiếng cười theo tình người trời quang bóng. Hán xuân vui tươi thái mạnh chúc các thầy cô và các anh chị cựu học sinh và nhóm thân hữu của kỹ thuật một năm mới thật
nhiều sức khỏe. Bây giờ thì tất cả mọi người chúng ta đều hát bài Liên Lộ Mừng để cùng mừng xuân. Thơ non sông bao la,
đàn reo theo muôn câu ca. Một tình xuân thắm đẹp tình ta. Xuân cho quê hương ta, một màu xanh non sông bao la, một niềm vui sống đời hòa bình, một cành hoa cho em cho anh, một vành môi trao nhau không quên, một vòng tay ước vọng tình duyên, đón xuân tươi vui ca khúc tâm tình bên nhau muôn vàn ái ân. Trong nắng xuân về nhịp tim mê man lòng nàn tình quê, có đôi chim non đang hát trên cành hồng đào tâm tình với nhau, có em ngây thơ trong trời mộng mơ du xuân đôi mắt xanh màu, tình xuân trao nhau cho đời dài lâu, một lời ca êm êm như ru, một lời nói thắm một tình xuân sắc là tình người, một vần thơ non sông bao la, nhịp đàn reo theo muôn câu ca, một tình xuân thắm đẹp tình ta, đây tình xuân dâng cho quê hương, đây tình xuân dâng cho quê hương, đây tình xuân dâng cho. Thank you.